Mình có một câu về tình yêu rất là hay, đó là một khi đã yêu thì anh sẽ là ngoại lệ duy nhất của em. Wow. Nhắm mắt và cảm nhận. Nhắm mắt và cảm nhận đôi tay. Sao? Chà mềm. Chà mềm. Sao có râu, tay có râu vậy? Giữa bình yên và cơ hội thì bạn chọn cái nào và giải thích vì sao? Với em thì tầm tuổi này ấy, và thì em sẽ chọn cơ hội. 50 tuổi trở lên ấy thì em sẽ muốn về quê, em muốn bình yên chị. Dạ, em thì em chọn bình yên ạ. Tại vì cơ hội thì chắc chắn lúc nào cũng sẽ tới với mình mà. Em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, ba bạn chơi và quý vị khán giả. Em tên là Lê Bảo Thoại, sinh năm 97. Nghề nghiệp là sĩ quan, hiện nay đang công tác ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Và nhà em thì ở Phú Yên. À, nhà Phú Yên, công tác ở Cam Ranh. Tiểu Quang, gấp vụ gì rồi? Dạ, trung úy. Chứ đủ bên này mà kết đôi được cái phải dành thời gian đi chơi với bạn gái. Nhưng cũng phải có bữa ăn hay buổi cà phê rồi hoặc coi phim mới về chứ đúng không? Dạ, có chứ. Có chứ ha. Còn chờ đợi gì nữa? Cô công chúa ngồi ở cái ghế màu đỏ, giới thiệu về mình đi. Mình có ở Khánh Hòa, Cam Ranh luôn nè. Dạ, em lần đầu tiên em xin chào chị Cát Tường và anh Đạt ạ. Em tên là Cẩm Vân, năm nay em 21 tuổi. Hiện công việc của em là nhân viên văn phòng. Dạ, hiện giờ là em ở thành phố Hồ Chí Minh và quê em ở Bình Thuận. Bây giờ chàng trai còn lại chiếc ghế màu xanh, mời em. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, hai bạn nữ cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Tiêu Kiết Tường. Hả? Tên gì? Kiết Tường. Vậy thì em biết ý nghĩa của tên em là cái gì không? Dạ, Kiết Tường thì nó cũng gần nghĩa như là Cát Tường là ý nghĩa gì? Là may mắn. Đúng rồi, Kiết Tường. Dạ, Kiết Tường. Dạ, vâng. Là may mắn. Đúng không? Hy vọng ngày hôm nay em sẽ may mắn. Dạ, vâng. Một về hai. Tường năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 ạ. Em sinh năm 96. Hiện tại thì em đang làm phiên dịch viên tiếng Trung. Em đang sinh sống ở Vũng Tàu nhưng mà trong tương lai thì sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cô gái ngồi ghế xanh. À, dạ, em chào anh Hứa Minh Đạt. Yeah. Em chào chị Cát Tường. Ừ. Chào hai bạn nam bên kia. Em tên là Anh Nhung, hiện 25 tuổi, đang là nhân viên của một công ty vận tải hàng hóa, đại diện cho các hãng hàng không nước ngoài. Dạ, quê của em ở Quảng Nam ạ. Quảng Nam mà đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đúng rồi ạ. Hôm nay mình đến tham gia chương trình, mình đi với ai? Dạ, em đi cùng với hai chị của em ạ. Vậy còn bạn gái ở ghế màu đỏ? Dạ, có ạ. Em đi cùng với mẹ và bạn thân của em ạ. Wow, có mẹ luôn. Mẹ, dạ, chào bác. À, chút dạ. Xíu nữa sẽ liên lạc với gia đình mình nha. Còn hai chàng trai của tôi. Dạ, em đi cùng bạn của em. Dạ, hôm nay em đi với ba ruột của em. Ba luôn? Dạ. Ủa, phải ba dạ, ruột như vậy? Bộ có ba hồng ruột nữa hả? Bộ có ba hồng ruột nữa hả? Dạ, dạ, dạ. Quen miệng trời ơi. Vậy bên đây phải mẹ ruột không? Dạ, dạ. Hôm nay có ba ruột và có mẹ ruột của hai bên gia đình nữa nha. Chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ, những cái điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em là một người khá nghiêm túc trong công việc. Em là người sống khá tình cảm và biết quan tâm chia sẻ những cái khó khăn đối với cho người khác và đặc biệt là người thân của mình. Ừ. Đàn hát đồ thể thao rồi nhau. Nhưng môi trường đó là mình mới hay hát thôi. Hát một khúc. Ok. Yeah. Mời Thoại. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi. Nói lời thì thầm những điều thật thà đã dư trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười. Tháng tư là lời nói dối của em đúng không? Rất là dễ thương. Trời, sao hai cô gái kia cảm nhận giọng hát của chàng trai bên này của tôi như thế nào? Dạ hay ạ. Hay. Của em điểm mạnh điểm yếu em là sao? Dạ điểm mạnh của em là em múa. À, dạ. Là em có học qua khóa múa nào chưa? Dạ không ạ. Em tạo niềm vui cho mọi người. Ừ. Điểm yếu của em là em hơi trẻ con một tí, quăng đồ lung tung, quăng xong rồi cái vô mất tiêu. Trời, đó giờ tôi chương trình này dưới thay múa nôn dễ sợ trời. Muốn mở cửa luôn á Tường. Muốn mở cửa luôn á Tường. Từ từ, bậy để người ta nói quá. Thiệt. Rồi, mở Tường. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh của em là chịu khó. Tại vì nhà của em thì từ trước nó không có phải là rất là khá giả. Từ lúc mà em tốt nghiệp cấp 3 là em phải ráng học tiếng Trung để em xin học bổng đi du học. Ừ. Em thiên về thích ca hát và chụp ảnh.
Nếu mà bạn nào chọn mình thì mình có thể hát cho nghe cả ngày. Thôi bây giờ chưa chọn hát nữa. Chưa chọn cũng hát. Bức ảnh thật là đẹp luôn. Rồi ảnh thì một chút xíu nữa mình kết đôi xong rồi cái mình rủ cổ đi ra công viên chụp ảnh. Bây giờ hát đi. Rồi xin mời quý vị một tràng pháo tay. Hát luôn ha. Chiếc tường. Vậy cho em xin hát bài Ánh Nắng của anh. Rồi xin mời em. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Ghê chưa, thấy hai chàng trai của tôi ngày hôm nay không? Nghe là muốn làm tia nắng liền ạ. Nhung ơi, giờ Nhung sao? Điểm mạnh điểm yếu của Nhung sao? Dạ, điểm mạnh của em là em được cái chiều cao khiêm tốn nhưng mà tự tin lắm. Em chẳng bao giờ tự tin về chiều cao của mình cả. Chiều cao của em được tính từ trên trời xuống đây. Chiều cao của em được tính từ trên trời xuống đây. Đúng như vậy, phải tự tin như vậy. Em có thể chơi nhạc cụ và hát ạ. Nhạc cụ và hát. Dạ đúng. Em chơi loại nhạc cụ nào? Rồi, xin mời em. Em có thể chơi guitar, ukulele và một chút piano. Rồi, bây giờ em chơi ba loại nhạc cụ vô một chỗ được không? Ba loại nhạc cụ vô một chỗ được không? Không thể rồi. Không thể nào, vậy em chọn một trong ba loại nhạc cụ. Em có thể chơi guitar ở đây. Guitar. Dạ đúng rồi ạ. Rồi mời em. Người đi theo gió về chốn xa, nơi đây em mãi mong chờ. Chờ một ngày kia gió mây man anh về với em, ước mơ tình yêu em đó sẽ không rời. Một lần được hát bên người, một lần được yêu dấu anh đan nơi nào với ai, mãi yêu mình anh. Tình yêu cháy gian cùng chúng ta, anh đã đưa em lên trời cao cùng bay với chân sao. Trong ánh sáng lung linh tình yêu, tình ta bay phú trên bầu trời cùng tiếng ca hòa trời mây. Tình yêu em đó sẽ không rời, một lần được hát bên người, một lần được yêu dấu anh đan đời nào với ai, mãi yêu mình. Cực kỳ hay. Cực kỳ hay luôn hả? Bạn cũng giống em cũng biết chơi ukulele. Vậy hả? Trời ơi, hôm nãy ta đang chơi guitar em còn biết chơi harmonica nữa. Ghê vậy hả? Sao hôm nay không đem đồ chơi theo? Dạ tại sợ hát nhiều quá hết hơi thổi. Sợ hát nhiều quá hết hơi thổi. Em sẽ thổi riêng cho bạn nghe. Vậy hả? Bây giờ hai mình có thể trò chuyện trực tiếp với nhau đi. Vậy em muốn hỏi hai bạn nữ là, đặc biệt là bạn áo xanh là ghế xanh ạ. Quan niệm của bạn về tình yêu là như thế nào? Mình có một câu về tình yêu rất là hay, đó là một khi đã yêu thì anh sẽ là ngoại lệ duy nhất của em. Wow, ngoại lệ duy nhất của em. Nghe giọng nói của cổ em có thể nào em tưởng tượng ra cổ đang là như thế nào không? Là một bạn nữ như bạn giới thiệu là chiều cao khiêm tốn nhưng mà rất là dễ thương. À, dạ vâng. Tóc dài hay tóc ngắn? Em nghĩ là tóc dài. Em nghĩ là chắc bận đầm. Vậy hả? Dạ. Tóc dài nhưng mà kiểu tóc là để sao nè? Em hãy tưởng tượng thôi. Em nghĩ là bạn đó chỉ là để tóc dài xong rồi cột lên thành cái búi hay là sao đó. Wow. Thần giao cách cảm hả trời. Quan điểm về tình yêu của em sao? Gái ở ghế đỏ. Em á. Dạ, quan điểm tình yêu của em là trung thành, thấu hiểu. Tình yêu trung mà em thành. Từ trung thành không nghe nói vậy. Trung thủy trung... chứ sao trung thành. Thành. Dạ, nói chung là trung thủy á. Như lính lát vậy đó, phải trung thành ghê quá ha. Rồi. Trung thủy, mẫu người yêu của em là cái kiểu mẫu người yêu là như thế nào? Cao hơn em để có thể bảo vệ được em. Có nụ cười tia chớp. Trời ơi, từ cười tia chớp là cười sao? Tia chớp.
Thì chớp là cười sau nữa. Hốt hồn ha. Không, hốt một cái là hốt hồn liền luôn. Tôi thấy bên này hốt á. Mà không biết có hút hồn không hay hút cái gì tôi chưa biết mà hút bà nha. Ấn tượng như thế nào? Em cảm nhận về hai cô ấy như thế nào? Em nghĩ là bạn Văn là một người cũng khá là khó tính đó. Ghế xanh thì tài năng. Tài năng? Nhẹ nhàng, tính cách nhẹ nhàng. Nghe tiếng hát, tiếng đàn của cổ thì em ấn tượng về cái nào hơn? Tiếng hát hơn. Thôi bây giờ mình sẽ nói chuyện một chút xíu về cái tình trường đi. Thực sự là chưa có mối tình chính thức nào chị. Có thích, có để ý, có nói chuyện, nhắn tin nhưng mà cảm thấy không ổn nên mình không tới. Ví dụ như mà có người đúng giờ ý thì em nghĩ bao nhiêu tuổi mình kết hôn là hợp lý? Em nghĩ tầm 27, 28. Và bây giờ cô công chúa 21 tuổi của tôi nè. Em chở qua 3 mối tình. Trời ơi, 21 tuổi mình ta 3 mối tình, mình thua quá rồi, thấy chưa? Mối tình đầu tiên bao nhiêu lâu? Dạ, mối tình đầu tiên của em là hồi năm cấp 2, năm lớp 9 lên lớp 10. Mối tình thứ hai của em là năm lớp 11. Trời ơi, mối tình thơ không à? Cả mối tình cuối cùng của em là em quen bạn đó là lúc bạn đó còn đang đi bộ đội ạ. Ôi chà, cũng hơi nhạy cảm giống bên đây ha. Sao mà cách lòng. Rồi sao cái mối tình thứ ba đó là sao? Trong cái khoảng thời gian mà bạn ấy đi bộ đội thì lúc đó là em ở nhà em là hậu phương ạ. Sau khi bạn đó xuất ngũ ra ngoài xã hội thì chắc chắn là sẽ tiếp xúc với là nhiều người, thì từ những cái đó thì tụi em có những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Em với bạn đó có đặt ra cái thử thách là 3 tháng là không liên lạc với gì với nhau hết. Trong cái 3 tháng đó là để cho hai đứa xác định là tình cảm với nhau. Thế nhưng mà trong cái ngày sinh nhật của em á, bạn đó mà xuất hiện á thì em với bạn đó tiếp tục, còn không xuất hiện á thì cái kết quả chắc anh chị cũng biết. Nhưng mà ai đề nghị cái trò chơi đó? Dạ bạn đó ạ. Rồi có vấn đề luôn. Cuối cùng là sinh nhật không tới phải không? Dạ. Thì trong cái 3 tháng đó, vừa tới tháng thứ 2 thì bạn ấy có người mới sau lưng em. Thí dụ 3 ngày thì được ha. Thí dụ giận nhau mình hay là gì, mình cần 3 ngày coi mình có nhớ nhau không. Trời ơi, yêu nhau 3 tháng gặp nhau đi luôn chứ chi nữa trời. 3 ngày không gặp nhớ thấy bà luôn rồi, đúng không quý vị? Em nghĩ là nếu mà bạn nam đó đề ra cái trò chơi 3 tháng đó, tức là bạn đó chỉ đang tìm đó, cái cớ thôi. Đó, để muốn về phải không? Yeah. Sành điệu á, được bao nhiêu cuộc tình rồi mà sành điệu quá vậy? Đó. Dạ, nói chuyện thì... đồ ghê quá. Em cũng trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình. Dạ vâng, thì hai mối tình trước là trước khi em đi du học. Là mối tình đầu là chia tay vì lý do là bạn đó có người khác. Mối tình thứ hai là chia tay vì lý do là hiểu lầm. Tức là tụi bạn của em nó nhắn tin nó chọc phá em, mà bạn đó thì lại tưởng là em có bồ nhí. Sau đó thì em có nhờ tụi bạn gọi điện để giải thích rồi nhưng mà bạn đó không tin. Mối tình thứ ba là sau khi đi du học về đây, dạ quen được 2 tháng. Dạ bởi vì gia đình bạn đó là theo đạo Thiên Chúa giáo. Khi mà gia đình bạn đó biết em là đạo Phật thì ngăn cản không cho quen nữa. Còn em thì có bao nhiêu cuộc tình rồi? Em với cái tài đờn hát như thế này. Với tài đờn hát như thế này thì em có 2 mối tình từ lúc chưa biết đờn hát. Là coi như là thất tình xong mới biết đờn hát hả? Dạ đúng rồi. Mối tình đầu tiên của em vào năm học cấp 2 ạ. Năm em học lớp 8. Mối tình thứ hai là năm em học lớp 9. Nó vội vàng quá vậy. Thời còn trẻ mà lý do chia tay nó cũng củ chuối lắm anh. Anh chỉ cần chơi game mà không nhắn tin với mình thôi. Hồi đó là quen qua Yahoo. Giận chia tay luôn. Bây giờ nè, tôi nôn lắm. Tại hôm nay là có người lớn, có ba, có mẹ, hai bên đi theo nè. Mình nghe ý kiến người thân một chút xíu đi rồi mình trò chuyện tiếp được không? Trước tiên thì xin chào chị Cát Tường và anh Minh Đạt. Nói về là cô bé ngồi ghế màu đỏ, thấy thì tánh tình cháu cũng hiền, cũng không có được là được tự nhiên như mấy bạn gì đó. Hơi ít nói. Bạn áo xanh thì nói thẳng ra cũng được, học thức cũng cao, mà hình như là hơi là lanh lẹ hơn là em của em ghế màu đỏ. Nói chung là ok hết, hai người nào cũng ok hết. Ok hết. Cô tham quá. Bạn đi, giờ bạn cho một cái quyết định cho nè. Giờ chỉ được chọn một thôi, mình cùng trang lưới với bạn mình nè. Gu em với lại Cẩm Vân khác nhau. Vậy hả? Vậy thì em chọn người nào đi rồi người kia để lại cho Cẩm Vân. Đó. Màu đỏ nha Vân. Màu đỏ nha Vân ơi. Rồi, mời gia đình kế bên. Em giới thiệu đi em. Em là anh Đào, là chị của Nhung ạ. Em xin chào anh Hứa Bích Đạt, em chào chị Cát Tường và chào mọi người trong trường quay ạ. Dạ thì em thấy là bạn ghế xanh thì chững chạc hơn. Thì có lẽ là sẽ có một tí tương đồng với lại em gái của em. Con mời bác trai. Tôi là phụ huynh của em bé Tơ, Tường. Nhìn hai người thì tôi cũng biết sao lựa, để chừng nào mở màn ra thì để cho
mỗi người có mỗi ưu điểm khác nhau. Màu xanh ưu điểm gì nè? Thì ca hát. Ca hát. Rồi, nói chung là chơi đàn rồi này nọ cũng được. Chừ nào mở màn ra thì để cho con nó lựa. Không kịp á, mở màn ra là con bé Vân đứng lại múa liền. Không kịp á bây giờ. Thôi được rồi, cảm ơn bác. Rồi mời bạn trai bên đây. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Đạt ạ. Em là bạn của Thoại. Như bạn Nhung thì hát hay, còn bạn Văn thì lại múa lại. Chưa biết múa đẹp hay không nha, chưa biết. Chưa biết à? Chưa biết khúc này. Em nghe nói là múa đẹp mà trong khi đó thì mẹ Thoại cũng thầy múa cũng đẹp. Em thấy là mường tượng là thầy giống mẹ Thoại á. Đấy là hồi xưa em thấy dạy múa cho mấy em á. À rồi, hay quá. Bạn Vân là hợp phải không? Dạ. Rồi, cảm ơn Vân. Nói vậy thôi. Bây giờ cho các em một cái ưu tiên nè. Trước khi tụi em mở cái cửa sổ này ra, em muốn chạm thử không? Chạm thử. Không cần ạ. Được. Chạm để chị đưa em đi á. Đứng lên đây, nhìn thẳng về phía trước. Hãy đưa cô gái bên ấy lên. Dạ. Để cho chàng ấy có thể nhắm mắt và cảm nhận. Nhắm mắt và cảm nhận đôi tay. Sao? Dạ mềm. Dạ mềm. Sao có râu, tay có râu vậy? À, cái này em thử, cái này em thử, cái này là tay anh. Anh vui thôi, chứ không phải nha. Đừng để cảm nhận rồi, bò là không được, anh không được nha. Ôi, lạnh quá. Lạnh. Em biết bàn tay đó của ai không? Chắc là của bạn Vân. Của bạn Vân. Nhắm ủa, mắt lại vậy? Cảm nhận một xíu đi. Nắm tay luôn cả cô gái còn lại. Ôi, sao lẻ vậy? Gì vậy? Có điện hay gì vậy? Rồi, vô ngồi em ơi. Cái sao giật cái ly vậy? Gì ghê vậy? Sao có gì vậy? Thì nắm thấy là biết là được rồi. À, dạ. Mời em trai. Muốn nắm không? Dạ muốn. Muốn. Trời ơi, sập cửa tao. Dạ, tay bạn này thì hơi lạnh. Hơi lạnh. Dạ vâng. Tay này thì đỡ lạnh hơn tay hồi nãy. Ủa em chỉ đo nhiệt độ hả em? Dạ thì nó cũng mềm giống hồi nãy. Tay này giống tay đàn ông. Tay này giống tay đàn ông. Thôi được rồi. Tôi đang cầm tay chú cho tôi dìu qua bển đó nha ơi. Chứ không mê gì đâu có đâu ơi. Thôi được rồi. Không thiệt tình. Chào chị. Được rồi. Cửa. Mở cửa đúng không? Còn chần chờ gì nữa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim thôi. Wow. Rồi đứng dậy múa liền nè. Múa liền đi. Cho em nhạc ạ. Rồi. Ồ đúng. Đây nhạc. Phải liền chứ. Wow. trời luôn kìa. Sao thì múa đẹp chị, nhưng mà khi cánh cửa trái tim này mở ra thì trong người em cảm nhận như thế nào? Em thấy bạn ấy cũng dễ thương. Sao cái giọng lạc giọng luôn vậy? Sao lạc giọng luôn vậy? Người ta múa ta mới hơi thở nó không ổn định chứ, em ngồi không mà em căng thẳng hả? Tường sao
Dạ thì bạn này múa rất là chuyên nghiệp, phải học qua trường lớp. Chị thấy múa là cũng nhìn em cũng bắn bắn dữ lắm mà. Hồi nãy bạn nói là không học qua trường lớp gì đó. Thế là em cảm thấy bạn múa rất là đẹp. Em cũng thấy thích những người múa đẹp. Rồi sau khi hoàn thành bài múa mình rồi, bây giờ mình định thần mình nhìn hai chàng trai này đi. Cảm xúc của em như thế nào? Dạ thì anh ghế đỏ có vẻ hơi bồi hồi, hồi hộp khi gặp em ha anh. Chưa có một mối tình nào. Dạ. Trai tân, trai tơ nó vậy đó. Em xin tặng quà. Em xin tặng quà, mời em. Xin tặng quà liền. Ơi, gì? Em tặng cho bạn Văn một cái con ốc. Em cảm ơn anh. Có ý sao lẹ vậy? Đứng bên đó nói chuyện chút đi. Ý nghĩa gì hay gì? Tự nhiên hồi nãy em thấy em cầm đi đi thế này là nó hết hồn luôn á. Nó nghe được tiếng sóng thì lâu lâu lấy ra nghe cũng vui, cũng hay. À vậy thôi đó hả? Có chứ không? Con ốc này có nghe được tiếng Anh không? Tiếng gì? Có nghe được tiếng Anh trong này không? Không, không, không. Nghe chứ. Thông cảm, thiệt tình. Có người ta thiệt tình, ta chưa có tình trường, đừng có cười, người ta dạy thiệt tình luôn á. Rồi, em gái, mình cảm nhận về hai chàng trai này lúc mà mở cánh cửa trái tim ra thấy sao? À, đúng như lời chị em nói thì nhìn bạn ghế xanh có vẻ chững chạc hơn bạn ghế đỏ ạ. Dạ cho em xin phép tặng quà. Được, mời em. Thì hôm kẹp nay... nách, em kẹp nách rồi ta ăn được không? Dạ hôm nay đến đây thì em cũng có cho mỗi bạn một quyển sách. Đây là quyển tiểu thuyết 5cm trên dây, là một trong những quyển tiểu thuyết mà em rất thích đọc. Đồng thời đó là một đặc sản Vũng Tàu, đó là một hộp khô. Hộp khô kẹp nách. Một hộp khô kẹp nách. Thiệt tình. Em muốn hỏi gì trực tiếp hai cô gái? Hôm nay thì anh đến đây thì anh muốn hỏi là các em đã thực sự nghiêm túc để tìm người yêu? Nếu trong một mối quan hệ thì tụi em quan trọng nhất là cái gì? Dạ, thật sự thì hôm nay đến chương trình thì phải là nghiêm túc thì mới đến. Có hai điều quan trọng nhất trong tình yêu. Thứ nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, và thứ hai là sự tôn trọng lẫn nhau. Dạ, em cũng như chị, chắc chắn là nghiêm túc thì mình có tới tới đây được. Tin tưởng với lại thật sự chân thành với em là được. Em muốn hỏi hai bạn luôn là với bạn thì bạn mong đợi điều gì nhất ở người bạn gái của mình? Đối với em thì em mong đợi nhất là chung thủy và biết quan tâm, chia sẻ, kiểu như là có thể hiểu được ý của bạn trai mình muốn gì mà không cần phải nói ra. Khi mà chúng ta yêu nhau, nếu mà chúng ta hiểu nhau thì có gọi là tâm linh tương thông và thần giao cách cảm. Rồi, còn em? Em muốn tìm bạn thì cũng chân thành, biết chia sẻ cái khó khăn của nghề nghiệp của mình. Nói chung là không có cái gì giấu giếm cả, nói chung là nó thoải mái với nhau. Thế bây giờ chị hỏi hai cô gái mình, hai chàng trai mình đều là không phải ở thành phố Hồ Chí Minh. Tụi em có ngại đi làm dâu không? Làm dâu thì chắc chắn ai cũng phải làm thôi chị, không có ngại. Nhưng mà có điều là em sợ em làm dâu không được. Sao vậy? Sao vậy? Dạ vì em mặc dù rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu không có được ngon. Không sao á, ăn tôi là tấm lòng. Sao nãy giờ tôi nghe phảng phất mùi thơm đây quá trời mà giỡn thôi. Sẵn đây em tặng quà cho hai anh luôn. Rồi. Dạ đây là món trứng chiên thịt bằm mẹ em tự chiên. Em chỉ làm những món ăn nào mà dành cho những người mà thật sự đặc biệt với em thôi. Sao mà ăn đơ quá vậy? Tại ăn sao thằng kia nó đơ. Đây là lần đầu tiên có một bạn gái mà nấu cho mình ăn. Thế em hơi xúc động. Yeah, được đút cho ăn luôn gì nữa. Sao em? Hình như là nó hơi mặn mặn đó. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Em cảm thấy sao? Dạ em cảm thấy ngon. Ngon. Wow. Thằng trai dễ ăn. Gu này ăn mặn. Vậy là trứng thịt bằm và muối nữa chứ. Dạ tại vì do tình cảm của em chắc đặt nhiều vào đây quá cho nên nó hơi mặn á. À không sao thì đó, chị nói mà gừng cay muối mặn mà đừng lo. Mặn chứ. Rồi, chị hỏi nè. Dạ. Bây giờ mình còn rất là trẻ. Thế em nghĩ sao, giống như bây giờ các bạn trẻ hiện đại đó, ví dụ đi ăn, đi chơi, đi đồ đó, mình share tiền nhau, thế em nghĩ sao? Em về việc share tiền nhau ấy thì em không thích cái việc mà trong một bữa ăn đó mà cuối buổi thì hai đứa share tiền nhau thì nó hơi kỳ. Ví dụ như là bạn nam có thể trả bữa ăn hoặc em có thể trả bữa ăn và bữa uống nước thì người còn lại có thể trả. Em nghĩ sao? Mẹ em có nói với em một câu là hồi lúc mà mẹ em quen ba em á, là từ lúc bắt đầu quen nhau cho tới khi
kết hôn là mẹ em chưa từng phải trả một đồng nào hết. Thì con bác, thì con bác. Trời ơi, đại gia ngầm ngồi dưới đây nè. Thôi ơi trời. Em muốn hỏi hai bạn nữ một câu cuối là giữa bình yên và cơ hội thì bạn chọn cái nào và giải thích vì sao? Em với em thì tầm tuổi này ấy và thì em sẽ chọn cơ hội. Vì tuổi trẻ thì em muốn trải nghiệm nhiều hơn là bình yên. Còn bình yên em cũng đã nghĩ vạch ra con đường sau này của mình khi mà đã tầm 50 tuổi trở lên ấy, thì em sẽ muốn về quê, em muốn bình yên chị. Dạ em thì em chọn bình yên ạ. Tại vì cơ hội gì chắc chắn lúc nào cũng sẽ tới với mình mà. Em mặc dù em thích cuộc sống rất là xô bồ, nhưng mà trong thân tâm em á thì em thích những cái nơi mà thật sự là bình yên để cho mình thoáng đi á. Bình yên thì em nghĩ là chắc chắn là mình sẽ tự tạo cái bình yên đó cho mình. Em có hài lòng với câu trả lời của hai bạn đó chưa? Hiểu chưa? Dạ, sau khi nghe câu trả lời của hai bạn thì em nghĩ em đã có đáp án cho mình. Rồi, còn ai tiếp tục? Chàng sĩ quan của tôi còn muốn cơ hội hết rồi, lẹ lên, nhanh. Thì em sẽ chọn là cơ hội. Thử em đâu có hỏi cơ hội của em chứ. Mình muốn tỏ tình, mình muốn nói cái em, gì một em lần hỏi đây nè. Hai cô gái nữa không để mình bấm nút. Trời ơi, nó đâu có cần cơ hội của em chứ. Không, nhưng mà cũng lé là muốn cơ. Thì sau buổi hôm nay thì có lẽ là mình hy vọng là sẽ có buổi ăn tối để nói chuyện nhiều hơn. Lạc giọng nữa rung. Xét đó, bị xét á. Tôi rất trân trọng cái chàng trai này. Thật sự trong lòng dậy sóng luôn, điện chạy rần rần, lạc giọng mỗi lần khoảnh khắc quyết thiệt định là bạn lạc giọng à. Không thiệt. Cảm thấy là cái mic nó không được vô hay sao? Không phải, không ai phải cũng vô á. Ai cũng nói lớn được hết. Thời gian đã hết. Bây giờ các bạn ơi, mình hãy đặt tay vào được cái nút bấm của mình. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm. Là màu xanh thì tương ứng với cô gái ngồi ở ghế màu xanh. Màu đỏ tương ứng với người ngồi ở ghế màu đỏ. Cảm thấy có cơ hội mới bấm, còn cảm thấy không phù hợp có quyền không bấm, chứ không cần phải lịch sự. Và bây giờ đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. 5 4 3 2 1. Em nghĩ là bạn Văn là một người cũng khá là khó tính đó. Gây xanh thì tài năng. Tài năng. Nhẹ nhàng, tính cách nhẹ nhàng. Nếu trong một mối quan hệ thì tụi em quan trọng nhất là cái gì? Hôm nay đến chương trình thì phải là nghiêm túc thì mới đến. Có hai điều quan trọng nhất trong tình yêu. Thứ nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, và thứ hai là sự tôn trọng lẫn nhau. Và nghiêm túc thì mình có tới đây được. Tin tưởng với lại thực sự chân thành với em là được. Dạ, sau khi nghe câu trả lời của hai bạn thì em nghĩ em đã có đáp án cho mình. Bấm. Xong hết rồi. Là bây giờ mình cũng chỉ thành công có 50% thôi. Và không. Không. Gì nữa? Không. Sao không? Bốn phương bốn hướng luôn rồi. Gì bốn phương bốn hướng? Tôi lộn hả? Mắt tôi quắn gà hả? Dạ sao em không có bấm không? Dạ không ạ. À. Tại sao không bấm? Em cảm thấy là bạn, em nghĩ là chưa giống với cái hình mẫu của em. Không phải là em kêu hay là sao, nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình bấm nút với một người mà mình không thích á, thì nó rất dễ là gây đến cái hiểu lầm hoặc là những cái điều không muốn cho nhau. Mời các em ra đây. Lỡ rồi chị hỏi luôn nhà trai đi. Cảm xúc của em như thế nào? Sau khi tìm được công việc thì em mong muốn một cuộc sống bình yên với gia đình hơn là em nghĩ vậy. Và em nghĩ và bạn ghế đỏ là phù hợp với tiêu chí của em hơn. Em cảm thấy rung động nên đã bấm. Em cảm nhận như thế nào giờ phút này? Dạ em hơi bị rối xíu. Em không nghĩ là anh ghế màu xanh sẽ bấm chọn em. Chắc là do nhiều khi cái suy nghĩ của em nó khác hơn anh. Cái còn bạn cuối cùng. Dạ em thì cảm thấy không ngạc nhiên ạ. Tại vì cơ bản em biết được là mỗi người sẽ, trái tim mỗi người sẽ cảm nhận một cái khác nhau. Hôm nay thì ông Mai bà mối thất bại rồi. Nhưng thôi không sao cả, bởi vì sao ạ? Chúng ta phải luôn trân trọng cảm xúc của những người tham gia chương trình.